Trời, nãy em con đã muốn đi qua cái cầu dây rồi mà chị biên tập chỉ qua đây, thế nào cũng là người của chú vẫn gài vô làm cho mình bị mất thời gian. Cho nên nó nhà sản xuất đó con, anh hiểu không? Nó bỏ tiền ra làm chương trình mà cái nó người của nó không à. Mình đã yếu thế ngay từ đầu rồi. Thì người già và trẻ em rồi. Rồi nó còn chơi dơ. Đó bây giờ nè, cái nghiêng cái cầu dây của người ta cái nó lấy luôn. Lấy luôn rồi, hồi nãy là chỉ qua đây trước để gom hai cái dụ mình qua cái khu trưng bày. Trưng bày. Rồi lấy hết cái đồ mình rồi chơi mẹ chơi mình đi. Rồi đó. Khách mời mà ta là cũng nít nữa. Người ta mới lớn nữa mà mặt con ta trong veo. Mà bây giờ hả? Làm như bây giờ mặt con người ta bị vấy bệnh. Con bị mất niềm tin. Đúng. Trên cuộc đời con đừng bao giờ có con tin này hết. Tin mình ngoại thôi. Leo lên xe. Chú, chờ con đi đến nhà nội. Chờ con đi đến nhà nội. Ngồi xem mặt tới, ngồi xem mặt. Đến nhà nội. Ngồi xem mặt tới, ngồi xem mặt. Ta không xem mặt. Mở cái này lên. Ngõ ngã ba. Nhà trưng bày ngã ba. Trời ơi, đi giải mật thư dẫn theo fan group chi vậy? Ủa, cái đội kia chạy nhanh quá vậy trời. Ôi. Kệ nó đi. Ê coi cái nhà, có phải cái nhà này không kìa? Đấy, nhà coi cái nhà. Nhà trưng bày. Ngoại ơi, thấy chưa ngoại? Thấy không? Trong hình đúng không? Đúng rồi. Chạy vô nè. Ủa đây nè, ủa cái phải hình này không? Đúng rồi. Nào đâu? Mình chọn màu bạc đúng không? Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại ơi! Màu vàng, cất đi ngoại. Quá đẹp quá, đẹp quá. Đúng rồi, chỗ này coi nha. Thêm nha. Trời ơi trời. Ban tổ chức này nó rảnh lắm luôn nè. Có rồi con ơi, con ơi, Chi. Đây, số 4 nè. Đúng rồi. Một cái. Còn nữa. Cầm. Cầm. Nó có một chỗ nè. Đây. Giật lên. Tao còn điểm nào nữa mà cho con coi. Ngã ba. Nó là chưa cái cầu. Chưa, cái nhà này, cách cái nhà đi. Đây nè. Ngã ba. Cầu ngã dây. Ba. Người ta cầu dây. Đâu đi đập qua. Điểm tiếp theo là gì? Có, mình có nhà nôi kìa. Đó. Nhà nổi, trời ơi là trời. Nhà nổi kìa, nhà nổi ven sông. Là chỗ nào? Nổi, người ta chỉ đi thẳng. Ồ. Thấy không? Kìa cái nhà nổi còn gì nữa. Đúng không? Đó, nó nổi đúng rồi đó. Ủa nhưng mà trong đây con thấy cái mái ngói màu trắng chứ không phải màu đỏ. Ủa phải không? Không, này điểm tập kết.
Trời ơi. Con xin lỗi. Trời ơi, con thanh kính đi. Xin được kết ơn. Ngã ba. Ngã ba. Đi ngã ba. Nhà chuẩn bị rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Úi dồi ôi. Tao không biết ăn được cái giải gì. Chạy. Con đây là tim người già và trẻ nhỏ. Dạ. Ôi ôi. Một cái tim mà tao nói một mất một còn. Nhìn là thấy yếu thế. Mà con chúng đổi. Trời ơi. Trời ơi. Bên này. Không hả? Không phải kệ nó, đâu có phải không? Phải mà. Phải, một chạy đây, đúng rồi. Anh Hưng chạy đây. Phải mà. Phải, một chạy đây, đúng rồi. Anh Hưng chạy đây. Thế con nhỏ, con có gạ cái con nhỏ. Đúng rồi. Trời ơi. Thấy cầu dây nè. Kia. Thấy rồi. À, chạy từ chạy từ chạy đi trong camera đi trước. Ủa con đường này hơi bị dài nha ngoại, coi chừng mình bị gạt á nha. Ủa đi tiếp đi hả? Để ý trên mấy cái cây nữa. Cái cây. Không biết nữa. Không biết nữa. Ở trên kia ngã ba ra trên đó. Chắc đội kia lấy của mình trước rồi quá ngoại ơi. Đây, đây là ngã ba nè. Ủa cái ngã ba ngay đây rồi. Ủa cái câu dây của mình kia rồi đi đâu vậy trời? Nhưng mà mình cũng phải đi tới ngã ba. Thì ngã ba đó. Ý là mình phải chia ra hai bên, đi hai cái chỗ mấy cái ngã này luôn á. Nãy mình đi cái ngã này lên rồi mình phải đi tìm hai cái ngã còn lại luôn. Chứ nó không có để ngay cái ngã ba cho mình. Hoặc là để rồi mà cái đội kia lấy rồi. Bộ cha đứa là lấy cái mấy cái miếng của tao. Ủa rồi sao? Thâm thẳm chiều trôi luôn. Ở cái này đâu có phải ngã ba đâu mày. Còn cái nhà bảo tàng nữa. Anh Hưng ơi, em qua điện bảo tàng cái nha. Đây, yên tâm. Sáu miếng lận mình hả? Mình mấy miếng rồi. Wow. Ghê vậy. À đây. Ui. Ow. Thấy hết rồi mà. Lấy hết rồi. Bây giờ nghĩa là mình phải dẹp cái ngã ba luôn. Trời nãy em con đã muốn đi qua cái cầu dây rồi mà chị biên tập chỉ qua đây thế nào cũng là người của chú cũng gà vô làm cho mình bị mất thời gian. Cho nên nó nhà sản xuất đó con, anh hiểu không? Nó bỏ đi nhớ là mình trình mà cái nó người của nó không à. Mình đã yếu thế ngay từ đầu rồi. Thì người già và trẻ em rồi. Rồi nó còn chơi dơ. Cây gì mà mọc giả man vậy trời. Trời ơi. Ricky ơi! Ricky! Ricky à! Nhà bảo tàng là cái nào? Anh ơi, nhà bảo tàng ở đâu vậy anh? Dạ. Nhà bảo tàng ở đâu vậy? Dạ, bên tay phải. Rồi, ok, cảm ơn anh. Ở đây không có bản đồ luôn rồi. Đây rồi. Chỗ nào là phải trong tầm tay mới được. Đâu ta? Đó bây giờ nè, cái nghiêng cái cầu dây của người ta, cái nó lấy luôn. Lấy luôn rồi, hồi nãy là chỉ qua đây trước để gom hai cái dụ mình qua cái khu trưng bày. Trưng bày. Rồi lấy hết cái đồ mình rồi chơi mẹ chơi mình đi. Rồi đó. Khách mời mà ta là cũng nít nữa.
Người ta mới lớn nữa mà mặt coi con đang trong veo. Mà bây giờ hả, làm như bây giờ mặt con người ta sẽ bị vấy bệnh. Con bị mất niềm tin. Đúng, cái cuộc đời con đừng bao giờ con tin ai hết, tin mình ngoại thôi, leo lên xe. Chú, chờ con đi đến nhà nội. Chờ con đi đến nhà nội. Ngồi xem mặt tới, ngồi xem mặt. Đến nhà nội. Ngồi xem mặt tới, ngồi xem mặt. Ta không xem mặt. Ừ. Mà con suy nghĩ sao này, rồi chú Hưng nó kêu con làm để con làm, con đi chi vậy? Mày cũng ham tiền nè. Đó con cũng bị nhẹ dạ. Nhẹ dạ ham tiền nữa. Đúng ngoại nè. Bởi vì mình chung một tim. Chung một tim khổ đó. Đó. Điểm tập kết. Nhà nổi. Ricky ơi, cái đường này ra nhà nổi không phải không? Không biết. Nhà nổi bên sông bên đây. Đừng nói gì hết trơn. Chạy xem nó về nó dừng được cái gì. Không khai thác được đâu. Ừ. Cuối cùng mình có cái mẻ gì hết trơn. 6 miếng. Mình được có 1 miếng. Đưa ăn cái gì?